Trên mặt tôi có lọ nghẹ sao mà bà nhìn dữ vậy? Ông, thằng Đông nó có giống ông không vậy? Chuyện này bà có nghi ngờ thì cũng lộn người rồi. Bà sanh ra nó mà bà không biết thì sao tôi biết? Bộ một mình tôi sanh ra nó chắc. Ông nói coi, cái thằng coi vợ bằng trời vậy đó, tối ngày chỉ biết có vợ à. Tôi không chắc nó có phải là con ông không nữa. Chuyện của tụi nhỏ mà sao bà kỳ cục? Kỳ cục cái gì? Con mình thì mình phải lo. Không lẽ vợ để cho vợ nó sợ mũi hoài? Mà tôi không nói tiếng nào hết. Thấy vợ làm chút chuyện nhỏ mà cũng lăn xăng ra làm phụ. Bữa hổm kìa còn đem mấy thùng đồ gì đó qua nhà bà xui. Bà thấy lạ lắm hả? Tụi nó thương yêu nhau thì mình phải mừng chứ. Có ai làm mẹ như bà không? Thấy con hạnh phúc thì nói đủ điều. Nhưng lẽ ra thằng Đông nó phải chăm chút cho cái gia đình này chứ. Riết rồi đổi vợ lên đầu à. Bà đó nghe, bao nhiêu năm cô không bỏ được cái thói hàm hồ quá đáng. Thằng Đông bây giờ vậy thì mình phải vui chứ. Nó biết quan tâm tới mọi người. Bà coi đi, trước nó có được vậy không? Nhưng ông thấy nó làm được gì cho cái gia đình này? Học xong, cưới vợ, đưa vợ về, hết. Tóm lại, cuộc đời nó hả, chỉ xoay quanh con vợ nó thôi. Bà nghĩ sao mà đi đong đếm với con mình hả? Bây giờ là cuộc sống riêng của nó. Nó biết nó tự khắc nó lo. Còn mai mốt nó có lo được cho mình hay không là phước phận của mình. Bà sân si quá rồi nó nghe bà qua. Nè 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 nè, ông đừng kêu tên cúng cơm của tôi à nghe. Ông nói tôi sân si. Ông coi thằng trai ông đó. Rồi có ngày nó bị con nhỏ đó dắt mũi như... Nên đi. Càng nói càng không ra gì. Con Hiền nó ngoan ngoãn, nó hiền lành. Tôi thấy nó là đứa con dâu rất được. Bà đừng có lấy cái thành kiến của bà mà áp đặt lên đầu con dâu nữa. Được rồi, con dâu ông á là nhất, không ai bằng. Cái thứ nghèo xác, nghèo sơ mà cha con bảo vệ dữ hen. Nè, bà đừng có mang cái nghèo, cái khổ ra mà đánh giá người khác nữa. Bộ sống trên đời này chỉ cần có tiền thôi hả? Đúng á, tôi vậy á. Không có tiền sao tôi sống khỏe như vậy? Mệt với bà. Cô đi đâu vậy? Tôi qua thăm hai bác. Mà anh Chính đi đâu vậy? Tôi có công chuyện của tôi. Bộ cô muốn biết lắm hả? Muốn. Không. Thôi, anh đưa em vô nhà đi. Em có đem này qua tặng. Cô đem vô đi. Cô đưa cho ba má tôi. Tôi đi có công chuyện.
Thử giùm em coi vừa chưa. Bây giờ phải nấu làm sao ta? Sao anh? Công nhận ngon bá cháy luôn á. Trời ơi, vợ của anh đúng là số 1. Anh nói nha, vậy người ta gọi là nịnh đầm á. Như vậy là người bị nịnh, phải chấp nhận nấu cho năng suốt đời luôn nha. Ủa, không lẽ không phải vậy sao? Hay là anh chỉ định cho em nấu nửa đời thôi, rồi xong rồi kiếm cô khác nấu nửa đời còn lại cho anh ăn hả? Ngu làm sao, ngu làm sao mà kiếm cô khác. Đối với anh cô này bây giờ là chuẩn nhất rồi. Buông em ra. Thôi mà, tha cho em. Không buông. Buông ra, nhột em nè. Cứ được như vậy hoài là anh hạnh phúc nhất rồi. Nè, nhột em kìa. Con cũng rảnh rỗi quá đâu. Là sao má, con đang rảnh thiệt mà. Hồi đó giờ thấy con có đụng tay đụng chân vô mấy cái chuyện này đâu. Bây giờ khác rồi má ơi. Má biết không, ở trên tàu á, lúc mà rảnh con vô bếp con phụ nấu ăn cho mấy chục người một lúc luôn. Vậy mà con cũng thấy vui lắm đó má. Nhưng đó là công việc. Ở nhà này á thì mấy cái chuyện này có người làm rồi. Con nhúng tay vô chi cho nó vướng tay vướng chân. Nhưng mà con thấy vui mà má, đúng không em? Công nhận vợ chồng mình cùng làm mấy chuyện này thấy vui thiệt em ha. Ủa má, má xuống đây kiếm con là có chuyện gì muốn nói với con hả? Đàn ông, người ta làm chuyện đại sự, cứ ở đó mà lo ba cái chuyện bếp núc để làm gì? Má cho con ăn học cao để làm mấy cái chuyện đàn bà này sao? Cái gì vậy má? Cao thấp giữa đây, con phải có nhiệm vụ giúp đỡ vợ con của mình chứ. Cái đó không cần phải ở nhà đâu má. Con học thói trả treo dữ rồi nghe. Không hiểu sao má vô lý đủ kiểu luôn á. Khét bây giờ. Về rồi đó hả? Sao mặt bí xị vậy? Bộ bên đó có chuyện gì nữa hả? Má hỏi vậy rồi có ý gì? Bộ ba má không muốn con về đây nữa hả? Ba má muốn con đi luôn sao? Tại vì thấy con thích ở bển quá mà, đi riết không có nhớ cái nhà này luôn. Y chang như đây là nhà cha mẹ nuôi, còn bên đó mới là cha mẹ đẻ không bằng à. Má nói gì kỳ quá. Con qua đó là tại vì con có chuyện riêng, chứ ở bên đó làm sao thoải mái bằng ở nhà mình được. Tình hình ở bển sao? Cũng vậy à. Tối ngày bà già bà kiếm chuyện gây lộn hoài, con bực mình muốn chết luôn. Nhưng mà được cái bà cưng con lắm nha, con muốn cái gì bà cũng chịu hết trơn á. Bà cũng có mục đích, chứ chịu thua con đâu. Thì lợi dụng qua lại thôi. Nhưng mà cái thằng đó đã có vợ rồi, con bấu víu vô làm cái gì nữa? Vợ thì vợ, kệ ảnh chứ. Rồi má coi, con nhất định phải kéo ảnh về làm ghế nhà này con mới chịu. Cái con nhỏ này tập cái tánh ở đâu ra vậy? Gia đình người ta có tính phá nát hay sao? Chứ không phải là tại bà cưng chiều nó quá hay sao? Câu con hư tại mẹ thiệt đúng mà, không sai chút nào. Chắc nó không phải con ông chắc. Ông có lại mình đi nha. Đó, con lớn rồi con tự lo được mà. Cái gì chứ nhà đó còn lụy nhà mình dài dài. Con sẽ sớm bắt xác được ảnh thôi.
giỏi thì hốt nó trước khi nó cưới vợ thứ hai nha. Má nói gì kỳ vậy? Hồi giờ tôi kỳ vậy đó cô. Con ở nhà vài bữa cho đã tức, chừng nào con vui con lên trở lại á. Đúng là tao với ba mày mang nhục với mày á. Con gái gì mà thích đâm đầu vô đàn ông không à? Con mời cả nhà. Mai con tính lên Sài Gòn nha ba má. Sao nghe ba nói tàu dời cuối tháng mới đi? Sao con lại đi? Má ăn đi má. Vì còn mấy ngày nghỉ phép, con muốn tranh thủ đưa vợ con lên Sài Gòn chơi. Không được. Sao không được má? Đi chơi bữa giờ ở đây chưa đủ hay sao? Còn đòi kéo lên Sài Gòn chơi nữa. Má nói không được là không được. Cứ thích là đi à. Anh hai cưng vợ như vậy á là lố quá rồi. Ngồi đi. Nó muốn đưa vợ nó đi chơi thì để cho nó đi. Đây là chuyện của tụi nó, sao bà cứ phải xen vô vậy? Ở nhà có chuyện gì khó khăn đâu. Ông á cứ binh nó chầm chập à. Ông muốn nó hương nó dượng gì mà không được. Nè, trước mặt con cái bà ăn nói cho cẩn thận nha.